Nhưng kêu nó làm gì ba? Kêu nó, coi kêu nó, thấy kêu nó nào cái này nè. Cam ơi. Nghĩ là nó vô cái đường này à? Hình như có siêu hay sao á? Sao nghe anh biết? Nghe tiếng. Nó là nóc rồi, nó là nóc nhà. Đề nghị mua cái tai nghe đi ông nội. Chơi mấy trò này không có tai nghe đánh khó khăn lắm. Tai nghe là... nhưng mà tai nghe không quá xịn hả ba? Anh xài tai nghe cũng đâu xịn đâu. Em anh nghe tai nghe anh cũng yếu rồi, chạy ra đi yếu. Nói chung là nghe cũng được rồi, thứ rồi cũng được, ok. Má nghe tiếng mày. Ồ bên chỗ em à? Ồ đã vô cài rồi coi. Ồ oh, please nha. Em phá luôn bên cái tường em đang nhắm được. Bắn bể cái tường luôn. Bắn, đánh đục nguyên cái tường luôn rồi ba. Montage. Yếu rồi, coi đằng sau yếu. Choáng rồi. Mountain choáng rồi. Ba hàng ở đó luôn á, ba hàng đứng đó luôn. Phiêu hả? Phiêu còn một cục nữa. Bắn cua anh luôn. Ồ. Cái gì? Khi bắn nè. Chiêu rồi. Go away. Rồi, hết bom rồi, có bom mà, coi có 7 vậy. Nó recoil rồi. 7 rồi. Giết một thằng. Clip chết rồi nha. Má cái khiên của con mo thịt mạnh quá. Giờ mày có bắn không? Bắn một cái. Nó đứng đằng sau anh hoài luôn. This. Má. This. Chạy ra nhỉ. Bên ca hết máu rồi. Ừ. Ai lộn. Kill hết rồi. Phải không? Được ăn cái kill ấy. Nó cái shield nó che luôn ở đâu. Cái shield nó che luôn cái cục rồi. Anh còn có bom gì không? Không, anh đâu có bom. Má nãy hồi nãy chọi trái bom vô đầu nó, cái đó nó in shield rồi mà để bắn kịp. Đây nó cũng hùa mà. Thì giờ anh nhây chung nó nè. À, đi hai thằng gõ hai bên ta. Ngu phải. Làm sao mà thắng được, tao đứng tao canh cái đầu nó này vậy. Mẹ, làm sao mà thắng được. Sao khóa hết chưa vậy? Sao bạn bê cái chưa vậy? Bê cái là gì mà? Nghĩa rồi, cửa sổ nhìn cửa sổ. Cửa sổ mà bữa lúc mà mới vô nó nhìn đúng không? Ờ đúng rồi. Tao chưa đang canh rồi. Garage. Đã đi lần nữa. Nó đi từ hầm xe lên rồi. Trên nóc nhà xuống. Lầu 3 xuống nè. Trên nóc nhà á nha. Nóc nhà.
Gì vậy Hiếu? Bán bể thì cứ tài cảnh gà. Nếu gọi là chạy trâu không á? Không có giúp ích được chị dòng đội mà chỉ đi phá thôi hả? Ngoài nhá, ngoài của con át này. Hành chính Kibana này. Đồ. Ê, quéo 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 lẹ quéo trốn quéo. Con này vẫn ở ngoài nhá. Ở đâu vậy? Bên ngoài kia rồi. Hai hàng luôn hay một hàng? Thôi hồn. Lít. Ôi vãi, nó lép the game để không bị lộ qua. Vừa cơ lờ. Má anh trai Thảo nó lép the game luôn mày. Điếm thôi lờ. Ừ, vẫn phát hiện, nó phát cái vụ nó lâu rồi. Không biết sao nó vẫn không chơi cái trò này nữa. Lờ. Má vãi, cái lép the game. Sao mấy này mở cửa này nè, để quăng cái chọi cam ra. Thì đạp nó đi. 10 seconds to insertion. Down to 5 seconds. Op 4 has located the biohazard container. Bắn cam hết trơn. Ông này trời ơi, không thấy gì hết luôn. Không thấy ai hết mà. Cái này trốn tỉ vậy. Phiêu. Bù má. Nó đi hướng từ sau lưng ông Bruce Wayne á. Gãy. Bị như sao vậy? Bị tình như thách chơi hay gì đó bắn. Đâu? Ai đang đi chung nha? Ai đang đi chung hết luôn hả? Nè nè, đó bắn đấy. Chết luôn. Tính tra khảo mà chết luôn à. Dạ, thổi, ê Hiếu, thổi ra một cái đi Hiếu. À, thở vài. Bên ngoài hay vô trong rồi? Bên ngoài á.
dưới này ngoài. Tôi đang chạy lên này. Đợi đợi. Ôi ôi thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Phiêu chết. Một con bom tác đây này. Ôi nó ngay đó luôn á, nó ngay đó luôn á. Cái bị hot. Này thì class, class, class. Ồ, mày đục. Ông đục lỗ hai máy cứt. Ừ, tôi lại đục được mà. Ông, ông đục. Nó nhảy con rôn vô kìa ông ơi. Bây giờ tôi còn bên ngoài, nó nghèo đó. Ông nào liều, món liều nó ra ngoài hiếp dẫm luôn. Hai thằng, ông hai thằng, hai đó. Hai thằng ngoài cửa sổ luôn á, hai thằng đó. Hú bể Claymore rồi. Thường thường thơ mai đó, còn thơ mai á, hai thằng ngoài đó luôn á. Hai thằng ngoài đó luôn á. Ờ, thơ mai ngoài. Ok 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 ok. Nice. Lỗ các mày liền. Nó ném vô mà. Ú ú ú. Tại vì bạn mới chấm. Thời gian, thời gian, thời gian. Ồ, đỉnh, 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 cao, đỉnh. Yeah, yeah, baby, yeah. Được cái lỗ hay á. Nice. Ôi, ôi. Má đã bắn vỡ con cam luôn. Đồ. Sick goal. Tay lái lùa vậy đấy. Rồi chết. Anh ấy đã gục. Anh ấy không còn lùa như trước được nữa. Rồi. Hay lắm. Hay lắm. Chỗ chỗ ai cũng biết. Vì cái cây này nó đạn ít quá, có 21 viên. Ủa. Mấy nước. Ê, em biết kích đồ đặt chống ngựa không? Grapple lên đặt chống ngựa cho nó cao lên là dưới phút dưới nó không nổ. Mắn bên này rồi. Cô te ha. Đục cái lỗ cô te và color. Oh nice. Đục cái lỗ để nhìn coi. Ủa này barricade hết trơn ta. Vừa nghe tiếng bé nào đó ăn đạn. Hình như là bé Hiếu. Bé Hiếu khóa đi solo quá ha. Nãy giờ Hiếu nó cứ solo mình quá mà. Nice. Vô em. Đó. Má, mình đánh trước rồi đó, đủ quá. Có bù nha. Nice. Này. Mày chưa? Tôi đi một mình tôi kéo lực lượng nó phương ra cho mấy bạn đánh để quá trời. Sếp vừa mới ra đó, ủng hộ sếp đi mấy đứa. Nó chạy như chạy đi hướng khác hay sao?
Hiếu căng đét. Ơi sao mai vô nè, sao mai vô trong nhà nè, cái cầu thang á, cầu thang á. Thì đứa nào canh cầu thang thì bắn đi. Trời ơi. The fuck. Nè, sao mai vô nè. Rồi, dính rồi. Bèo. Đâu. Thôi mà nó đang choáng. Thôi mà nó đang choáng. Bắn vô cái tường. Thằng nào gắn hai cái sắt sồ thông minh vậy? Đi ra coi. Nổi tiếng câu chạy đủ Hiếu. Hiếu đã nổi tiếng nhờ cái câu đó. Có ác nha. Ủa nó ác. Má thằng nào đợi cá sồ thông minh vậy? Bắn cái gì á, ăn đủ cái gì á. Ồ, bắn qua không trúng trời. Automix nữa. Ồ, nó phá cục tươi của anh rồi. Dính à, một bên dính. Hai thằng dính à. Nó phá bà cục kia luôn rồi. Cái sồn để cái thế trận yếu á. Thách chờ bên ngoài. Em coi cam rồi. Hai em á hả? Ừ, em coi cam đi. Còn đúng cái cam của chỗ không Hiếu rồi nè. Hiếu đang nằm nắm chặt mặt tay của ai vậy? Hồi như con thách chờ em để em bắn nhiều á. Ngủ. Đợi. Cái gì nó cũng vô. Nó không vô được con này nữa đâu. Nó vô ngoài này à. Ôi. Đâu vậy nghe? Thích chơi nó còn chút xíu. Xíu máu à. Bên cái phòng bên phải của ông á. Time expires in 10 seconds. Không cứu được không? Đừng chết là được rồi, trốn đi. 5 seconds to go. Đó, vô đó. Nice. Chơi đồ, mình bắn trước mà. Tôi bắn trước nó luôn mà tôi chết trước đây nè.